thưa quý niệm trưởng, quý chiến hữu, để cho buổi lễ được nghiêm trang, xin quý vị tắt điện thoại di động. Và kính thưa quý vị, trong buổi lễ chào cờ hôm nay, cái khẩu lệnh của chúng tôi là xin chào bác, hoàn toàn là xin chào bác, không có chào tay để cho nó tránh tình trạng mà đem tay xuống hay là nói mình quân đội. Và tuy rằng không có súng nhưng mà tôi hô súng chào bác là mình chào tay rồi. Cảm ơn quý vị. Xin tất cả quý vị chúng mình đứng nghiêm chỉnh và theo hàng để cho nghi lễ được thêm phần long trọng. Xin theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, chương trình sáng nay gồm có chào cờ Hoa Kỳ, chào cờ quốc gia Việt Nam, phút mặc niệm và sau đó là đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Kế tiếp là đặt vòng hoa đài tưởng niệm tháng 4 năm 1975. Kế tiếp là phần phát biểu của chủ tịch gia đình Mũ Đỏ. Sau đó phát biểu của Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, trưởng ban tổ chức đại hội kỳ thứ 39. Cái đường xi măng chỗ kia đó để cho vòng hoa và quý vị chủ tịch trung ương cũng như quý vị đại tá sẽ đặt vòng hoa trên đài tưởng niệm bên kia. Rồi quý vị Mũ Đỏ trong hoàng quân chú ý nghe chúng tôi nha.
tất cả quý vị quay về hướng trụ này, tay phải quay, tay phải quay về hướng trụ này, mỗi bên hai hàng dọc xa hàng, mỗi bên hai hàng dọc xa hàng. Nữa thì tôi đứng sau lưng vậy chứ còn bây giờ thì nó đẹp hay chứ. Đúng rồi. Quý vị đứng phía trước xe mặt khán đài đó, quý vị đứng lên xin cỡ dùm, tại vì cái phần xi măng là phần của tốt của công trình sẽ đi qua. Quý vị ở phía trước này là những quý vị đứng lên trên bắt đầu từ cái sân cỏ thì phần chim măng sẽ là tuấn của quân kỳ đi qua. Quý vị chú ý thằng quân hai bên, xin lỗi quý vị nhân trưởng điều khiển cái bên kia, tất cả chú ý im, mỗi bên hai hàng dọc xa hàng. Còn quý vị trả lại sự đang để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nha. Quý vị xa hàng, quý vị ơi xa hàng, quý vị xa hàng nhanh lên và cố gắng giữ trật tự để chúng tôi có thể làm nhiệm vụ nhanh hơn. Rồi quý vị ở đằng sau cái dài lắm thì quý vị qua một hàng thứ ba bên sau hai hàng trước. Quý vị ngắt phía đuôi dưới kia, phía cuối cùng ra phía đằng sau là chúng ta làm cái hàng thứ ba. Chúng tôi có đài truyền hình hôm nay cũng quay phim trực tiếp live stream. Quý vị cố gắng giữ trật tự và đội hình cho thật ngay ngắn để chúng ta có một cái mình cái khung cảnh trước buổi lễ hôm nay được trang trọng và được mọi người tôn trọng đến nhảy dù của chúng ta. Quý vị ở phía sau kia dài quá thì lui qua hàng thứ ba giùm mấy anh phía đằng sau gần ở chỗ anh Dũng đó. Mấy anh phía sau đó dài quá đứng hàng thứ ba bên trái cũng như bên phải. Một lần nữa, chú ý nghiêm. Quý vị chỉ đứng tối đa trên cái đường gạch đỏ đó mà thôi, không được đứng ra phía trước nha. Vị trí cũ trái phải quay, thao diễn đi. Kính thưa quý vị, để xin lặp lại là trong cái khẩu lệnh của buổi lễ hôm nay chúng tôi sẽ hô là xuống chào bác và đem xuống xuống, không có chào tay hay là gì. Xin quý vị lưu ý. Cảm ơn quý vị. Bây giờ đang nghe chào nghĩ rồi giờ trên nó bỏ súng chào là chào tay, tại vì không có muốn khất giờ mà chào nó phải giỏi mấy chị đâu hết trơn rồi. Kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu, tôi xin lặp lại là khẩu lệnh cho buổi lễ hôm nay tất cả là súng chào bắt và đem súng xuống. Trong hàng quân quý vị không có súng nhưng mà nghe khẩu lệnh là súng chào bắt thì quý vị tự động chào tay và đem súng xuống thì quý vị đem tay xuống thay vì tôi hô đem tay xuống hoặc là phát rồi nghe nó kỳ lắm. Là không nhất là trên xin cảm ơn quý vị.
Hello hàng quân chú ý. Bây giờ chúng tôi hô súng chào bắt. Quý vị chào tay thử xem có được không nhá. Tất cả chú ý. Nghe. Súng chào bắt. Ném xuống. Xuống. Rồi cảm ơn tất cả quý vị. Dễ mà. Tao diễn nghỉ, tao không chịu nghỉ. Quên hết rồi. Chút nữa nó nắng lên, giờ buổi sáng trời nắng. Em bớt đẹp rồi. Vậy hả? Nó rộng cũng đậm, bớt em vừa á. Chúng tôi xin sơ lược nghi thức khai mạc buổi sáng nay. Chào cờ Hoa Kỳ, chào cờ quốc gia Việt Nam. Phút mặc niệm, sau đó là đặt vòng hoa tại đài chiến sĩ Việt Mỹ, kế tiếp đặt vòng hoa đài tưởng niệm tháng 4 năm 1975, kế tiếp là phần phát biểu của chủ tịch gia đình mũ đỏ Việt Nam hải ngoại, kế đến là phần phát biểu của mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ, trưởng ban tổ chức. Và xưa quý vị, để cho phần nghi lễ được trang nghiêm, chúng tôi xin quý vị chuyển phone của mình qua mode silent để trong khi nghi thức khai mạc sẽ không có reo lên làm mất sự trang nghiêm. Và chúng tôi cũng yêu cầu tất cả quý vị truyền thông báo chí, ngày hôm nay quý vị sẽ thu những tấm hình thật là đẹp. Nhưng xin quý vị hãy tìm cho mình một vị trí quan trọng đứng vào chỗ đó để quý vị không di chuyển trong nghi thức khai mạc. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Và có một số quý vị cố vấn, cho nên chúng tôi xin được nói phần tiếng Anh. This morning is the open ceremony. Just before Kolegak advance, salute American flag, salute Vietnam flag. A moment of silence. And Lake Green at Vietnamese soldier monument, and Lake Week at Black Blackpool 1975 monument, and then retire to colors. Remark of President of the Vietnamese Red Beret, and speech of Chairman of Organization Committee. Yeah,
Rất vui và cũng là lần đầu tiên mà quý liên tục quý Bụi Đỏ và gia đình đến địa điểm rất là đúng giờ và còn sớm hơn nữa. Chúng ta còn 6 tới 7 phút nữa mới đến giờ, đến 8 giờ rưỡi. Mong quý vị cộng thiền chờ thêm 6 7 phút nữa, có một số liên trưởng và Bụi Đỏ đến trễ chúng ta cùng tham dự buổi lễ chào cờ sáng hôm nay. Dạ, cái bên hông á chị. Dạ, cái bên hông á. Không phải có tù chả. Ủa, rồi là tại sao nó lại kêu kìa. Ủa, chị hả? Nó không kêu phương đàn ông, nó kêu phương đàn bà. Đâu là thấy chứ. Để mấy cái phương đàn bà, nó kêu phương đàn ông, nó không kêu. Chúng tôi còn nghe những tiếng reo của cell phone. Xin quý vị đưa qua off hoặc là silent mode. Cảm ơn quý vị. Ông gõ chuông. Dạ vâng, xin thưa với lại niên trưởng Nguyễn Văn Tường. Dạ vâng, chúng tôi sẽ mời các quý vị niên trưởng sau đây sẽ lên để đặt vòng hoa tại đài. Đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Trung ương, niên trưởng Nguyễn Văn Tường, niên trưởng Nguyễn Thu Lương và niên trưởng La Trình Tường, cùng với lại Mr. Cố vấn Barry Shook và trưởng ban tổ chức. Đó là những người sẽ lên đây để đặt vòng hoa. Dạ vâng. Ở trên khán đài này chúng tôi cũng vẫn còn nghe những cái âm thanh của các cái điện thoại di động. Quý vị nên khi bắt đầu vào chương trình nghi lễ, mong quý vị hợp tác với ban tổ chức để cho buổi lễ được trang trọng hơn, không nghe những cái âm thanh của các cái điện thoại di động. Khi mà phần nghi lễ sắp sửa bước vào phần nghi lễ, quý vị nhớ tắt dùm hoặc là không có âm thanh. Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta vẫn còn tới 4 phút nữa mà, tại vì có một số Bụi Đỏ đang ở trên đường. Trên đường đến đây kẹt xe buổi sáng. Còn 4 phút nữa. 4 phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Dạ, em quay hết cái. Và quý vị á, nhớ nhắc nhở những người thân của mình các nơi trên thế giới. Chúng tôi có live stream trong Bắc Cao nhớ người.com. nhớ người.com bên Việt Nam cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đó đêm hôm qua tại Việt Nam rồi. Những cái hình ảnh đó rất là vui mà quý vị nhắc nhở với người thân gia đình. Nhớ người à, nhớ rồi .com. Nhớ rồi, nhớ người, bây giờ mình đã nhớ người rồi, bây giờ nhớ rồi, tức là qua đến đây dự đại hội nhớ rồi .com. Thank you.
đẹp quá. Chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị nhân trưởng và vị cố vấn sẽ lên đây để đặt vòng hoa phía đài tưởng niệm chiến sĩ và đài tưởng niệm tháng 4 năm 1975 gồm có Liên trưởng Nguyễn Văn Tường, Liên trưởng Nguyễn Thu Lương, Liên trưởng La Trịnh Tường và Mr. Barry Shu. Xin quý vị ready. Bằng nữa mà còn không bằng chỉ vậy là để mỗi đúng rồi em là bằng 9:30 sáng cô đây là trưởng ban nè.